cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại tỉnh Hưng Yên, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm, hiện nay các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công đang nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều công trình dự án trọng điểm của tỉnh đã và đang được triển khai, trong đó có 3 dự án giao thông, 6 dự án khu công nghiệp, 7 dự án cụm công nghiệp, 1 dự án xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu công nghiệp. Trong số này, dự án đầu tư xây dựng đường Tân Phúc Võng Phan giao DT378 do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2023. Quá trình triển khai, dự án gặp một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân chủ yếu là do gặp khó khăn vướng mắc về giá đất, đơn giá tài sản và sự so sánh về chính sách khung giá đền bù, người bị thu hồi đất trên địa bàn dự án với người bị thu hồi đất thuộc các địa phương khác. Mặt khác, hồ sơ quản lý đất đai không thống nhất đã gây khó khăn cho công tác thu hồi đất, trình tự, thủ tục bổ sung quy hoạch sử dụng đất mất nhiều thời gian. Quyết tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung tháo gỡ từng nút thắt. Đến nay, chủ đầu tư đã phối hợp với các địa phương bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu thi công được gần 9% diện tích cần phải thu hồi. Các nhà thầu thi công đang tổ chức 11 mũi thi công trên toàn tuyến để thi công dự án với các hạng mục công việc đang được thực hiện như đào đất hữu cơ, giải vải, địa ngăn cách, đắp cát K95 với giá trị thực hiện đạt trên 462,2 tỷ đồng. Đối với các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm đã và đang được triển khai với tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 2.000 ha. Đây là những dự án mà tỉnh quyết tâm thực hiện sớm nhằm tạo sự bứt phá trong thu hút đầu tư, góp phần để hiện thực mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng đang được các ngành địa phương quyết liệt thực hiện để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu đầu tư xây dựng hạ tầng. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, thời gian qua, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm đôn đốc các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng của các khu dự án, khu cụm công nghiệp đang triển khai thực hiện trên địa bàn, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cho chủ đầu tư hạ tầng, kịp thời đề ra các giải pháp hỗ trợ đối với chủ đầu tư để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tập trung vào việc cơ chế tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đến nay, nhiều dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh như khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp Yên Mỹ, khu công nghiệp số 3, cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên, cụm công nghiệp Đặng Lễ. Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, tỉnh đã thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội đối với những cá nhân tổ chức bị thu hồi đất hoặc bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai, thực hiện dự án như giá đền bù, bố trí tái định cư, việc làm môi trường, các sở ngành chức năng phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đảm bảo người dân được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình triển khai dự án. Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh Hưng Yên kiên quyết giải tỏa các trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các dự án trọng điểm. Cụ thể, việc một số hộ dân tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi cố tình không bàn giao mặt bằng phục vụ thi công hạ tầng khu công nghiệp số 5, huyện Ân Thi đã tổ chức cưỡng chế bàn giao mặt bằng sạch để chủ đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng khu công nghiệp. Khu công nghiệp số 5 có diện tích hơn 190 ha thuộc địa bàn hai huyện Ân Thi và Kim Động. Hiện còn 4 hộ dân tại thôn Thượng Cước, xã Xuân Trúc chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng. Để giúp các chủ đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng, thu hút dự án và đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Sau khi được tuyên truyền vận động, 3 hộ đã đồng thuận nhận tiền đền bù. Hộ gia đình còn lại là gia đình ông Nguyễn Văn Phong, dù đã được các ngành chức năng của địa phương tuyên truyền vận động nhiều lần, cơ chế chính sách bồi thường theo đúng quy định của pháp luật, nhưng chưa chấp hành.
để không làm gián đoạn việc tiếp nhận dự án và đầu tư, không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh, huyện Ân Thi đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện tiến hành cưỡng chế bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Buổi cưỡng chế diễn ra an toàn đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, đồng bộ hạ tầng. Trước đó, vào tháng 7 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp đối với hai hộ dân ở thôn Hòa Lạc, xã Hòa Phong để thực hiện dự án cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong. Dự án cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong có diện tích khoảng 5,65 ha với 31 hộ dân có diện tích đất trong diện thu hồi cho dự án. Đến cuối tháng 6 năm 2024, còn 6 hộ thuộc thôn Hòa Lạc với gần 7.600 m2 diện tích đất thuộc diện thu hồi cho dự án. Không đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ, không nhất trí bàn giao đất, Ủy ban Nhân dân thị xã đã ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ này. Quá trình tiếp tục tuyên truyền vận động, có thêm 4 hộ đã đồng ý nhận tiền bàn giao đất, 2 hộ còn lại bị cưỡng chế với tổng diện tích trên 900 m2. Cuộc cưỡng chế được thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định, không có các hành vi chống đối từ phía các hộ gia đình. Các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người phương tiện tham gia cưỡng chế. Sau cưỡng chế, Ủy ban Nhân dân thị xã bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, về tổng thể, tiến độ các công trình dự án vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Một trong những điểm nghẽn lớn nhất cần được tập trung xử lý vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án phải chờ mặt bằng để thi công. Trong số các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, hiện nay có 9 dự án thuộc nhóm đang triển khai xây dựng. Tại các dự án này, quá trình thi công xây dựng được triển khai song song với thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đang rất chậm và tồn tại nhiều vướng mắc chưa được xử lý. Năm 2024, tổng nguồn vốn bố trí cho các công trình dự án trọng điểm là hơn 7,6 ngàn tỷ đồng, chiếm hơn 37% tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nguồn vốn bố trí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án này lên đến gần 5,6 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, đến giữa tháng 8 năm 2024, nguồn vốn bố trí cho giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm mới giải ngân hơn 2,3 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 42% tổng nguồn vốn bố trí. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho rằng, nguồn vốn bố trí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng rất lớn, chiếm hơn 70% tổng vốn bố trí cho các công trình dự án trọng điểm. Do đó, để tăng tỷ lệ giải ngân vốn thì phải thúc đẩy được công tác giải phóng mặt bằng. Các đơn vị liên quan phải tập trung quyết liệt, phối hợp tốt hơn nữa cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án. Nhận diện nhóm 6 trở ngại vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ của các công trình dự án trọng điểm. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, có nguyên nhân từ công tác giải phóng mặt bằng. Trong 9 dự án đang triển khai xây dựng thì có 6 dự án vướng mặt bằng. Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, vướng mắc về giải phóng mặt bằng thì cần thúc đẩy thực hiện các chính sách thực hiện chi trả tiền bồi thường hỗ trợ và vận động người dân bàn giao mặt bằng. Các đơn vị các địa phương phải hỗ trợ nhau để tháo gỡ các vướng mắc đã làm chậm công tác giải phóng mặt bằng. Các công trình giao thông trọng điểm ở thành phố Hồ Chí Minh chậm tiến độ thời gian qua chủ yếu do chậm trễ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nội dung được ông Lương Minh Phúc, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, ban giao thông nêu gương trong chương trình dân hỏi, chính quyền trả lời, chủ đề quản lý và phát triển công trình đường bộ sáng 15 tháng 9. Trong chương trình, bà Lý Mai Anh, cử tri phường 12, quận 5 đã đặt vấn đề với Ban Giao thông về nguyên nhân các dự án giao thông trọng điểm ở thành phố Hồ Chí Minh chậm tiến độ, giải ngân thấp và hướng khắc phục. Lý giải việc dự án chậm tiến độ, theo ông Phúc có 3 khâu quyết định đến thời gian thực hiện. Các khâu này gồm bồi thường giải phóng mặt bằng, di rời công trình hạ tầng kỹ thuật, điều hành nhà thầu trong quá trình thi công. Ông Phúc phân tích, thời gian qua có nhiều công trình chậm tiến độ chủ yếu do giải phóng mặt bằng, thậm chí có công trình phải chờ mặt bằng sau giai đoạn thi công, ban đầu từ 3 đến 10 năm, như cầu Long Kiểng, Phước Long, Rạch Đỉa, Vàm Sắt 2, Ông Nhiêu Tăng Long. Ở khâu phối hợp di rời công trình ngầm, nếu không thống kê sớm thì cũng rất tốn thời gian. Riêng công tác thi công thì vài năm trở lại đây, ông Phúc cho rằng khi chủ đầu tư được bàn giao 100% mặt bằng thì có thể kiểm soát được chất lượng và tiến độ.
Để khắc phục chậm trễ, đẩy nhanh tiến độ thi công, Ban Giao thông đang phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều nhóm giải pháp, trong đó việc huy động sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị địa phương, đặt người dân vào vị trí trung tâm, lắng nghe và tiệm cận giá trị, thị trường trong bồi thường giải phóng mặt bằng được ưu tiên hàng đầu. Kế đến, công tác thống kê đầy đủ, chuẩn bị trước phối hợp với chủ đầu tư các công trình hạ tầng tiện ích và nâng cao trách nhiệm năng lực điều hành của chủ đầu tư dự án, đôn đốc và xử lý kịp thời khi phát hiện nhà thầu yếu kém cũng như đang được triển khai.